Chiếc bếp từ thương hiệu như này nhá, mặt kính rất là đẹp này mà hỏng các bạn ạ. Mình nhìn thì nó là mặt mặt kính, sau đó những cái chỗ vị trí này này là họ được sơn nhá, họ sơn tạo như tạo chữ thứ này này. Còn đây mặt này là mặt kính của nó này, nhìn đẹp lắm mọi người ạ. Calava với cái lỗi ghi điện trả vào điện nữa, nên video này mình sẽ sửa nhá. Bạn nào muốn tham khảo nhá. Một chiếc bếp rất là đẹp luôn. Thì nó không cắm, nó không lên cái gì cả, thì mình đang nghi lỗi công suất. Đây này, cắm cho chúng ta nhìn để nghi là nó lỗi cái gì này. Lợi dụng bộ cấp nguồn này để xem biết là như nào nhá. Giả sử mình cắm này, mình cắm mà nó thấy nó ăn dòng của tụ bù ấy, thì là mình nghĩ là công suất không hỏng, tức là cầu chì không cháy. Nhưng cắm này thì mình đoán là cầu chì đã cháy rồi, như là dây đứt. Thì cũng có khả năng may mắn là dây nó đứt nhá mọi người nhá. Bếp từ, nói chung là bếp từ hỏng công suất thì rất là nhiều. Và chúng ta sẽ thấy trên kênh này của mình sửa bếp từ hỏng công suất nhiều lắm. Calava rất to, nhưng mà nó là bếp mỏng, nhưng mà anh sản xuất anh cũng thiết kế cũng tính toán rồi đấy nhá mọi người nhá. Đó là cái chân này này, nó cao lắm mọi người ạ. À, nó cao mục đích để nó không bị bịt quạt gió nha mọi người nhá. Bởi vì cái giống này mà chạy công suất lớn mà quạt gió bịt thì nó sẽ báo lỗi được thì tốt, không báo lỗi thì nó lỗ công suất luôn. Ôi rồi ôi, chúng ta sẽ nhìn nha. Nhìn này, nan lá hình như cái bo mạch này, mình thấy nó nan lá giống một cái bo kangaroo các bạn ạ. À, bởi vì ấy, cái phím bo kangaroo thì là nó là thế hệ là phím bấm, thì là nó cao lên và cái led của nó dài, dài lắm mọi người nhá, nó dài từ dưới lên. Như vậy là với cái công nghệ sản xuất của người Trung Quốc đấy, họ sẽ thiết kế ngày càng tối ưu, ngày càng đơn giản. Cụ thể là bo vỉ mặt, tức là bo bàn phím, và bo công suất là làm chung một cái trên PCB luôn, trên một cái main luôn mọi người ạ. Thì nói chung như này thôi thì chi phí nó sẽ rẻ hơn rồi mọi người nhá. Như là họ sẽ, máy móc của họ sẽ gia công một phát là ra được cái bo mạch luôn, chứ không phải là thành hai bo mạch nữa để mà kết nối vào nhau. Mình thấy bo mạch bếp nhìn cái này cũng khá là chất đấy chứ, cũng không phải là đồ vớ vẩn đâu nhá. Nó tóm lại là tiền nào của đấy. Chúng ta sẽ nhìn này, tụ bù tận 5 y nhá, giống hệt tụ cộng hưởng đấy, tụ này tụ 0,3, tụ bù 5 y giống hệt tụ lọc nguồn DC còn công suất, tụ cộng hưởng chắc là 0,3. Bơm từ thì hình như bơm từ dây đồng các bạn ạ, chuẩn luôn, bơm từ dây đồng nhá. Bơm từ, tại sao mình biết là bơm từ dây đồng? Bởi vì là cái tiết diện dây nó bé kẹo tẹo này, tức là nhiều sợi dây nó quấn vào nhau nhưng nó bé, nó không to như bơm từ dây nhôm này, phải to gấp đôi này luôn nhé mọi người nhé. Và nó là hai tầng các bạn ạ, tầng trên tầng dưới, nhìn khá là đẹp đấy các bạn. Không biết là giá trên thị trường cái bếp này nó là bao nhiêu tiền, mình cũng không rõ. Mọi người dân cứ đem đến cho mình sửa thì mình sẽ sửa thôi. Và chúng ta sẽ thấy là họ đang vừa dùng rất là ít đã hỏng rồi. Chúng ta sẽ nhìn này, quạt chưa bụi gì, nhôm chưa bẩn gì mà đã phải đem đi sửa rồi. Nên mình nói rồi, ngày nay thiết bị điện tử nó không còn bền như xưa nữa. Nhất là cái thương hiệu mà lại không có tên tuổi gì, là nhà kinh, ôi dồi, nó lại chui rút quay như này cơ. Người sản xuất, nhà thiết kế họ chưa có cái thiết kế tối ưu ấy, dẫn tới là nó nhanh nóng IGBT và nhanh chết các bạn ạ. Đó, đã tháo được bo mạch ra nhá. Và bây giờ sẽ xem nó hỏng hóc như nào. Zoom gần lên cho chúng ta nhìn cho rõ rõ nhá. Đồng hồ kim thang đo thông mạch, đo cầu chì đã cháy, cắt ra luôn. Cầu chì nó ghi là 12,5A nhá, thay 10A càng tốt nhá, càng ok. IC nguồn nó chạy con PN8044. Con IC này là dành riêng cho bếp từ ấy, vì FB của nó luôn nào ra là 18V nhá. Chúng ta sẽ nhìn ấy, là cái chân số 3 của nó ấy, là cái chân nó không sử dụng, nó bỏ không nhá. 1 2 trên 3 này. Trên 3 bỏ không luôn. Nếu mà chúng ta thay con Viper 12A vào đây nhá thì chúng ta sẽ lấy một con DZ tràn từ chân số 4. Chân số 4 này đi vào chân số 3, và từ chân số 3 ấy, sẽ có một con tụ 104 dập xung nhiễu về chân số
Ôi này mình nhìn 1-2 đây ra quận, ok đúng rồi. À, đi út chuồn về đây, đúng đúng như mình nói đúng nhá. Đây là chân 1, chân 2, đây là chân sư 3 này. Chân sư 3 con này như là nó keo dán như là nó đang nối mát à. Ôi rồi chân số 3 nó nối mát luôn rồi. Như vậy là chân số 3 nó đã nối mát luôn chưa các bạn ạ. Bởi vì nó không sử dụng cái chân số 3 nhá. 1-2 chân số 4 VG nó vẫn phản hồi về. Nếu chúng ta thay Viper vào đây ấy, thì chúng ta sẽ phải cô lập chân số 3 không dính vào chân 1-2 hiện tại đang dính. Sau đó chúng ta dùng con DZ tràn 18V tràn từ chân số 4 về chân số 3 và có một tụ 104 từ chân số 3 đấy về chân 1-2 là chúng ta sẽ thay con Viper 12A vào đây được, những con thông dụng hoặc Viper 22A nhé. Còn bây giờ là do nó đã tích hợp trong cái con PN8044 rồi. PN8044N nhá, tích hợp sẵn rồi. Cái mạch này là mạch mạch nguồn dạng 1. Hình như dạng 1 này, để mình nhìn thử xem nào. Không phải dạng 1. Con này là mạch nguồn bây giờ nó toàn hát trực tiếp thôi. Mạch nguồn dạng 2 hát trực tiếp nhá. Các bạn ạ, mình thấy có tụ điện này, có ấy đây, diode đây, nhưng không phải, đây là của phần ACDS các bạn ạ. Đó thì bây giờ thì đo IGBT thôi, chắc là chết. Nhìn đăng nhìn ngược nhá, thì đây là G này, C này, E này, thì đo phát từ C sang E này, đó đã chập nhá. Ôi dồi ôi, con này nó chạy, con là 531 cũng ok nhá. Đây zoom gần lên này, con này thế hệ sau chắc là lại mới, thiết kế mới. Nó chạy con IC driver là con 531 nhá. Chúng ta mua trên thị trường rất dễ luôn nhá. Thì điện áp AC 2 AC vào đây này, được chỉnh lưu thành nguồn dương ở đây và âm ở đây. Thì cái nguồn dương này nó đi qua quần L chặn sang bên này nhá. Tiếp theo nó được lọc bởi con tụ 5mm này về mát này. Sau đó nó đi qua mâm từ, đi từ đầu mâm từ này sang đầu mâm từ kia và song song với mâm từ ấy thì có tụ cộng hưởng nhá. Thì bắt đầu nó vào chân C này và khi có xung tại chân G ấy, nó sẽ mở từ C sang E. Tất nhiên nó không phải nó mở một phát như mình nói đâu mà nó cứ mở dẫn mở dẫn đóng theo cái chu theo cái tần số nhá mọi người nhá. Thì nó mở từ C sang E và nó đi qua con điện trở bảo vệ quá dòng này, và nó săn này. Về có âm đấy, xuất phát từ dương đã về âm nhá. Xuất phát từ hai xoay chiều giữa. Đấy đi áp rơi trên con là săn này nó sẽ đi qua con 1K vòng về mờ xu nhá. Để nhận biết được cảm biến dòng đấy. Và con này có VR chỉnh không? Nhà sản xuất họ đã tính không có VR chỉnh nhá. Thì vậy khi sửa là giả sử nó dòng cao quá mà nóng mà nhanh chết IGBT thì chúng ta phải can thiệp là chúng ta sẽ giảm cái độ trở con điện trở đi này. Mọi người ạ, để mình dò thử nhá. Từ có âm này đi như này. Như vậy nó về con IC này. Con IC này là con IC mờ su phát xung nha. Còn con này thì con IC quét led nha, tác trần nó quét led và nhận cảm ứng nha. Đấy, mình thấy lạ ở dưới này đấy, có con này hóa ra đây là bo tích hợp giữa cả vỉ mặt và công suất luôn. Tóm lại là nó sản xuất trên một main thôi, mới cái dã man rồi mà chết. Thôi sửa thôi. Đấy, những cái video mình hay làm chia sẻ cho mọi người ấy, là mình không phải là mình chỉ sửa luôn là xem chết con nào. Mình hay nói cho mọi người về cái đường mạch như thế nào để cho mọi người hiểu cái đường chạy. Và khi nó chết thì chúng ta sẽ kiểm tra con gì. Con này thì như mọi người như mình ấy, thì là sẽ IGBT xem con bao nhiêu để thay con tương đương này. Và chưa có sẽ đo qua xem con IC driver này nó hỏng không. Nếu mà nó không hỏng ấy, thì chúng ta sẽ để nguyên. Còn nếu mà nó hỏng thì chúng ta sẽ thay nhé. Con L531 mua trên thị trường rất là thông dụng. Bây giờ nó có cái nỉ thì cũng hay ghê, không phải là bệ keo tản nhiệt nữa mà dùng cái lệnh nỉ này giống trong TV CRT này để dẫn nhiệt từ lưng IGBT lên miếng nhôm ấy các bạn ạ. Dẫn nhiệt từ lưng IGBT lên con cảm biến nhiệt để nhận diện để bảo vệ quá nhiệt đấy. Và mình xem con này là con nó chạy con IGBT gì nhá, để mình lau thử cho mình nhìn thế nào. H20 PR5
Như vậy là con này là con Hamia 1350V H20 PR5 nhé. Đây này, để lấy cái đèn pin soi cho mọi người. Để về sau nó dùng con này. Thực ra cái con này chất lượng của nó cũng không tốt bằng cái con H20R1353 đâu mà. H20 PR5 nhé. Chúng ta không có thì chúng ta sẽ thay con bằng con là H20R1353 thì là thông số nó tương đương nhau. Và không có thì chúng ta sẽ lắp con H20R1202, nhưng mà lắp 1202 thì cái điện áp chịu đựng của nó thấp hơn thì đôi khi là nó sẽ nhanh chết IGBT nhé các bạn nhé. Bởi vì con 1353 thì chị đã cao hơn rồi. Mình thấy trong những chiếc bếp từ mà mỏng này ấy, mà cái mâm từ nó bé như này này, mâm từ nó bé mà nó 2 tầng hoặc 3 tầng ấy, và dưới nó có rất nhiều lõi thanh ferrite ấy, thì thông thường ấy là cái xung phản hồi ngược nó cao, do đó mà con IGBT nó phải chịu áp cao nhé mọi người nhé. Nên con này thì mình cũng có sẵn luôn là H20PR5 và cũng có là H, mình đã mua một lô H20R1353 để thay cho cái bọn bếp mỏng này đấy các bạn ạ. Bởi vì ngày xưa ấy mình có gặp bếp support nó chạy con TGA hay gì ấy, là 20N135, thế là mình thay H20R1203 thay vào được vài hôm khách đem đến bảo hành chết hai lần. Thế là sau đó mình kiếm một con là mình mới mua một lô là H20R1353 mình thay cho con 20L135 đấy, tức là 20A1350V đấy, nó giống con FGA25L120 xác là như thế. Thì mình thay đấy thì khách vẫn chạy ok, hôm nọ khách cũng đem bình siêu tốc đến sửa nhưng biết từ vẫn chạy bình thường đấy. Chúng ta sẽ thấy nhá, là đôi khi chúng ta thay H20R1203 là điện áp chịu đựng tuy dòng chịu ok nhưng mà điện áp thấp hơn thì với cái từ mỏng này là nó hay lập chết nhá. Đó là kinh nghiệm sửa của mình, và mình muốn nói nhiệt nhiều cho bạn nào mà đang làm nghề muốn tham khảo để lựa chọn được con IGBT hợp lý. Kể cả con này chúng ta có mua con mới về thì đôi khi chúng ta sửa zin đấy, nhưng đôi khi nó vẫn cứ chết lại, bởi vì là mình nghĩ là con này chưa dùng nhiều mà đã chết rồi, cần phải xử lý các bạn ạ. Cụ thể là sẽ giảm một chút dòng xuống để cho nó bền. Đơn giản nhất như đây, con điện trời này nó đang ghi là nâu đen, nâu đen đen nâu. Như vậy là nó là con 1 kg ôm, đầy đọt luôn, đúng 1 kg ôm nhá. Nhiều điện trở 5 vạch màu 1 kg ôm ấy, thì mình hay chèn sờ có thêm con 10k vào nữa thì chúng ta sẽ cộng nhân lên thì nó sẽ dưới nó khoảng là 900 ôm chẳng hạn, thì nó sẽ giảm dòng một chút đấy nhá, 0.997, tức là 1 kg ôm nhá. Tiếp tục đo xem cầu đốt có chập không. Cầu nhá, đo từ A à, từ dương về, từ xoay chiều về dương này, ngược lại thì không được phép thông đâu nhá. Đó, ok đấy, từ âm về này, ngược lại không được phép thông nhá. Như vậy là cầu điện không chết, mình cứ để nguyên, nó đang chạy con 20A 1000V nhá. Đó thì từ chân IGBT này nó có 10k khóa tĩnh này, 10k khóa tĩnh này, rồi vòng như này này, DZ ghim này, xem kiểm tra DZ chết không này. Sau đó đi qua hai con điện trở là 62 ohm song song nhau, 62 ohm song song nhau tương đương nó là con 31 ohm nhá. Nó đi vào một chân phát xung của của con 531 các bạn ạ. Mạch này thấy thiết kế cũng khá là chất đấy chứ các bạn. Không lầm nào như mấy cái anh rẻ tiền Kangaroo nổi tiếng các bạn ạ. Chắc là chi phí sản xuất nó cũng cao, cao hơn bọn kia. Đơn giản nhất con DZ 18V tại chân G này, nhiều mạch thì nó bỏ nó chả dùng, và nhiều mạch thì nó dùng con DZ bé tẹo, đây dùng con DZ 1W luôn. Để thang đo 10k nhá, tương đương với ra 12V với dương đây âm này, đo phát xem có tràn không nhá. Đó, không tràn như vậy là nó vẫn sống mọi người ạ. Nó vẫn sống thì nó để thì mình vẫn để lại thôi. Cẩn thận thì kiểm tra tụ nhé, kiểm tra tụ luôn. Và khi sửa thì bạn nào mà cắm cái bóng đèn có 60W hoặc 40W thôi thì chúng ta sẽ tháo con tụ bù ra nhé, con tụ 5mm bù ra. Khi chúng ta đã sửa nó đã chạy được bình thường tất cả rồi ấy, ngon lành rồi ấy, thì chúng ta sẽ lắp con tụ ấy vào, tháo ra để cắm con bóng đèn để cho bóng đèn nó không sáng mà.
đo tụ nhá, 0,3 hay 0,33 ấy. ba đo được là 0,97. Tụ 5 mi này. Ok nhá, như vậy là nó chết đúng IGBT thôi và cháy cổ chì thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị đồ để mình bắt đầu lắp nó vào. Xem nó được không, xem nó phát xung như nào. À đấy, để mà biết phát xung thì thôi tốt nhất mình cũng tháo cho mọi người con tụ này ra luôn. Để mình sẽ cắm qua bóng đèn cho mọi người xem nó phát xung nhá. Khi chạy ok rồi thì mình sẽ lắp. Các bạn xem các video của mình thì các bạn sẽ biết tác dụng của linh kiện. Tất nhiên là không biết tác dụng hết sạch chành chành đâu, nhưng mà các bạn sẽ biết được tác dụng của nó và bỏ đi nó sẽ như thế nào nhá mọi người nhá. Để chúng ta test thử. Đó, chờ lắp lại và lấy IGBT. Đây là con IGBT mình sẽ chọn thay cho nó này. H20R1353 nhá. Chúng ta lắp FGA25N120 hoặc là H20R1203 thì mình nghĩ là nó điện áp chịu đựng nó thấp một chút rồi có khả năng nó sẽ nhanh hỏng, nhưng mà cứ test thử thôi. Và chúng ta sẽ giảm dòng ăn nó xuống. Giảm dòng ăn nó xuống thì nó đôi khi là nó sẽ cái xung phản hồi ngược, khi dòng ăn nó nhỏ thì là cái từ trường nó sinh phản hồi ngược nó ít bé mà. Thì có khả năng nó sẽ chịu được nhá. Con này thì mình nói rồi, mình có sửa mình cũng giảm một chút để tăng cái độ bền. Nhìn nó mới như này mà nó đã hỏng rồi cơ mà. Keo nhá, không thể thiếu được keo tản nhiệt đâu nhá. Đây là những con IGBT mình mua giá máy nó rẻ lắm. Tính ra chỉ có khoảng hơn chục nghìn một con cùng thôi. Nhưng mà sửa chữa thì chúng ta mua không phải là phát nào chúng ta mua cứ hơn chục nghìn là nó sẽ chạy đâu nhá. Có nhiều con là phải ném bỏ đi đấy các bạn ạ. À, bởi vì chúng ta phải hiểu là mua giá máy thì không phải là mới 100% rồi. Mới thì rơi vào mấy chục nghìn. Mình đang lấy lại cái này nhá. Mấy cái lỉ bỏ vào bọc chân này, chống ẩm thấp, chống là chống bụi bẩn. Bụi nó sẽ làm cho bám vào đây nó sẽ làm cho bị chập chẳng hạn, nó sẽ lỗ IGBT. Nói chung là cái bo này mình thấy thiết kế ok. Về phần cứng ấy, còn cái phần mềm để chạy được tốt hay không còn liên quan đến cả phần mềm nữa các bạn ạ. Phần cứng các bạn họ làm ok ngon lành rồi, nhưng mà phần mềm nó ô chả ra thải thấu gì đâu, cũng có vấn đề ngay. Không kiểm tra được driver. Nhưng mà con DZ không chập thì khả năng là driver nó sống đấy. Cũng nói thêm một câu là cũng chưa biết được. Thử thực tế mới biết được các bạn ạ. Nó chết thì thay thôi. Nó chết nó sẽ có hai trường hợp. Một trường hợp là khi mình ghim điện cái nó xuất điện áp 18V cho chân G của IGBT luôn. Dẫn tới là IGBT mở luôn thì dẫn tới là chúng ta sẽ ô sao lại bị lệch lỗ nhỉ. Và chúng ta sẽ nó sẽ ấy luôn, nó sẽ mở IGBT luôn và lúc đấy bóng đèn của chúng ta sẽ sáng trắng luôn. Đấy là một trường hợp là con L531 nó chết kiểu ý, xuất điện áp dương ra cực gờ luôn. Còn một trường hợp chết nữa thì xung qua nó thì không làm cho IGBT mở tí nào cả các bạn ạ. Coi như bóng đèn không nhá sáng gì. Còn một kiểu chết chập chờn như này nữa mà ông bạn thợ mình gặp ấy, đó là chạy ok tăng công suất cao lên là chết công suất các bạn ạ. Chạy nhỏ rồi chết sống, tăng lên thì chết. Nên nhiều chết IC nó chết nhiều kiểu lắm các bạn nhé. Nên chúng ta phải test từng bước một, sửa cho bao giờ nó chạy ngon lành thì mới được, thì mới giả khách được. Chứ không có bảo thấy nó bắt nồi rồi giả là về lại chết lại.
Mình nói rồi nhá, mình sửa ok xem dòng zin bản của nó như nào, sau đó mình sẽ giảm cái nội trở con điện trở này xuống này. Giảm điện nội trở con điện trở ấy xuống thì không khác gì là điện áp đưa về MSU sẽ cao lên, thì con IC sẽ nhận lầm là à đáng lẽ là đang chạy 8A chẳng hạn, thì là điện áp đưa về là 3V nhá, là nó sẽ duy trì như thế. Nhưng bây giờ nó chạy có 7A thôi, nó đã đưa về như là điện áp là 3V là 8A rồi, kiểu dạng thế các bạn ạ. Đó, con kia thì chưa lắp vội nhá, để test thử. Con tốc bù này, cầu chì 10A mình đã thay nhá, 10A này chứ chả phải là 12,5A đâu. Con này đáy nó cao. À đấy, sửa xong rồi mình lại còn phải tích tiến quạt làm mát nó thật tốt hơn nữa đấy các bạn ạ. Đôi khi sửa sữa còn phải chỉnh sửa phần cứng để làm sao cho nó chạy bền nhất. Chứ không chúng ta cứ không phải là chúng ta cứ sửa zin nó chạy ngon đâu các bạn nhá. Riêng trong biết từ ấy, nhiều vấn đề là nhà sản xuất họ tính toán chạy hàng loạt nó không chạy chuẩn đâu. Cái này đang lắp sai này, cái này phải tăng lên nữa này. Có đúng không nhỉ? Như thế này mới đúng này các bạn ạ. Nó sẽ gần như gần quạt hơn. Mình lắp tặng hai con chéo nhau đã. Để giữ nó đã, để thử. Rồi vẫn tháo ra để lắp thêm các mọi thứ kia nữa. Mà nhìn như này có vẻ nó lắp ngược này. Nó cứ kệ thôi. Anh em cái dương đây là dương, đi còn là dương này, đi lắp luôn như thế luôn nha. Chúng ta lắp ngược thì nó vẫn chạy mâm từ bé này vẫn ok đấy, nhưng theo mình nhìn ấy thì là phía bên ngoài mâm từ này là tới chân xê sỏ, đây là xê sỏ đấy các bạn ạ. Đi qua con L này chỉnh niu ấy nó có đúng không nhỉ, không rõ là có đúng không, thôi cứ kệ đi đã. Đây là cảm biến nhiệt này, đây là quạt nằm mát này. Quạt nằm mát thì nó phải để làm sao nó không chạm vào cái chân cảm ứng. Tạm thời cứ thế đó nhá. Bóng đèn này nhá mọi người nhá. Đấy, bóng đèn đấy nhá. Bây giờ ghim phát xem nó có sáng không như mình muốn nói nhá. Ghim này không sáng nhá. On nhá, on này, chạy này. Có nghe tiếng tạch tạch như này. Nghe tiếng tích tích rồi này, thì như vậy là khả năng nó ok đấy. L531 không chết đâu. Đặt vào này. Đó, ok nhá. Như vậy là nó phát xung phát bóng đèn chia sáng trắng phát, thì là dồn áp sang bóng thì bên này nó mất điện áp thấp quá thì nó sẽ bị tắt đi, nó khởi động lại như mất điện có điện ấy. Như vậy là L511 không lỗi đâu. Rồi bây giờ cái này cho nghe thử. Như này thì cũng không thể nào cắm luôn cắm qua bóng đèn đâu nhá, bóng đèn chỉ test là như thế thôi nhá. Còn đâu khi nó phát xung mà nó gây bị lỗ bị ức thì chỉ chấp nhận thôi. Nhiều người cứ không sợ, cứ sửa như mình thấy bóng đèn nhá sáng không dám cắm trực tiếp, cười ghê. Nó nổ thì nó nổ cục chì hoặc nó sập automat hoặc cái gì đấy thôi, chứ nó làm sao nó giật được mình đâu mà sợ. Nha, bắt đầu nhá, xem nó có chết không nhá. Hơi bập bênh. Mọi người không nhìn được đấy, để như thế cho nhìn được nhá. Nơi nét ở cái vị trí này nhá, on này, on, chạy. Đó, chạy nhá. 6A này. 6,4A này, 2 này. Đấy, giờ nó là 2006, 88A luôn, kinh khủng chưa? Nó hiển thị tận 2006 mới sợ chứ các bạn ạ. Các bạn này, để nhá, mình sẽ lên lại nhá. 2006 này, như vậy là được 1008 nhá, 8,89A kìa các bạn kìa. Nhưng như này thì chắc nhanh chết là đúng. Các bạn nhớ của mình hiện tại nó đang là 8,8A nhá, mình sẽ hạ nó xuống qua tầm khoảng 8A chẳng hạn nhá. Ở đây thử lại cho mọi người.
nhanh quá mọi người không nhìn được. Lạ nhá. Như vậy là mình đã sửa ok rồi đấy, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ nhanh chết nhá. Hiển thị ghê gớm thật đấy. Nha, tăng hết cỡ này. Chúng ta nhìn thấy là 2600W nhá. 8.8A kìa các bạn kìa. 8.8A đối với những cái biết những con IGBT xịn ok thì nó ăn đến 9.5A vẫn được mà mọi người. Nhưng có điều là cái mày này, cái nhôm của nó nhìn nó lởm lởm rồi đấy, nó nóng nóng rát rát rồi này, nhôm đều này, quạt xa này. Rồi trình phát xung kém này, nhưng mà nó ghi ở đây nó lại ghi theo kiểu buồn cười nhỉ. Nó ghi đây là 2000 nhá, đây cho mọi người nhìn này. Thế thì chúng ta mới thấy cái sự lươn lẹo, cái sự trả ra thống nhất cái gì của hãng nhá mọi người nhá. Hãng không có tên tuổi mà. Đây nó ghi 2000W này. Mà mình vừa hiển thị nó lên tận 2006 đấy nhá. Để tí nữa mình tắt bóng đèn cho mọi người nhìn thực tế là nó hiển thị tận 2006. Đó, bây giờ mình sẽ can thiệp vào VR, à quên, chả có VR, can thiệp vào con điện trở ấy. Để nó giảm dòng một chút nhá. Đấy, 2006 nhá. Mọi người nhá. Và chúng ta sẽ thấy là vừa nãy là 8.8, bây giờ là 7.8 nhá. Mình cho nó giảm 1A luôn. Đấy, cho nó sủi cái nồi nước này rồi mình sẽ cho mọi người tham khảo mình lắp con gì. Cho nó sủi nước luôn á. Hiện tại là con tụ bù này mình chưa lắp đâu nhá. Tí nữa lắp vào thì dòng nó đang tăng cao hơn đấy. Dòng nó tăng cao hơn nhưng mà công suất nó chỉ thế này thôi nhá. Nó gọi là tụ bù mà. Nhiều khi sửa chữa, sửa zin nó là một chuyện. Một sửa để tăng được cái độ bền cho khách nó lại là một chuyện. Thì bếp từ của khách sẽ bền hơn, nhưng mà sẽ đổi lại là công suất sẽ giảm một chút. Tức là công suất sẽ ăn dòng. Nhưng mà với những cái bếp từ này ấy, khi ăn lẩu mình để ý rồi, cứ 6,5 đến 7A đổ lên là ăn lẩu còn cảm giác ok. Chứ thấp hơn thì ăn rất là lâu các bạn ạ. Dưới 6A ấy. Nhưng con này gần 8A kia thì vẫn là ngon lành lắm các bạn nhá. Và bếp móng thì nó chỉ ăn đến tầm như thế này thôi. Con này chả hiểu sao nó ghi 2000 mà lại hiển thị tận 2006 các bạn ạ. Hiện tại nó đang ăn 7.8 và 7.9A đấy nhá mọi người nhá. Nó sắp sủi rồi. Mùa này là mùa thu nên cái lồi đựng nước của mình để trong nhà nó toàn cạn đấy. Mình vừa ra mình lấy một ít đấy, thực ra lấy hôm qua nhưng đến hôm nay nó đã sắp cạn rồi. Mùa thu nó cạn nhanh lắm các bạn ạ. Kêu o ghê không? Do cái lồi đấy, cái lồi cứ gần sủi mình thấy nó kêu, bếp tạo thế. Đó nha, cứ cho nó sủi nha, sau đó mình sẽ quay tiếp. Đấy, ấn dừng chắc chưa được 20 giây, nó đã sủi rồi. Các bạn nhá, nó đã sủi nước này. Chúng ta sẽ nhìn này, là 7.8A nhá, chứ không phải là 8.8A đấy nhá. Bật điện. Tắt máy. Cẩn thận không nóng. Với cái nồi, cái vỏ nó dày. Quá ngon. Sờ được như này khẳng định là ok các bạn nhé. Đi sờ rắt tay thì là chúng ta phải kiểm tra lại hoặc là có thể nó sẽ nhanh chết. Mình vừa nói rồi nhá, của nó là 1K đấy. Thì mình đang nắp thêm con 10K song song các bạn nhé. 10K song song thì dòng đang 8.8 tụt xuống còn khoảng 7.8 đấy, mất 1A nhé mọi người nhé. Như vậy là con này ban cuối cùng của nó là chỉ là chết IGBT thôi. Và sau khi mình sửa xong ấy, mình đã có một thao tác ấy, là mình thay IGBT tương đương và mình giảm dòng nó ăn xuống một chút. Và mình cẩn thận mình còn chèn cho cả cái miếng nhôm, vừa nhặt được một vài cái miếng nhôm. Nhôm nhiều lắm, nhôm của những cái này này thừa ra này, táp nó vào đây ấy, để mục đích ấy, giờ gió nó thổi này. Cái là nhôm này tuy nó dày này, nhưng phía dưới nó tông hỏng ấy, nó chả có gì tông hỏng ở dưới luôn. Nên mình táp vào đấy để cho nó như này này.
nó kiểu như guồng gió nó thúc đút vào đây, và tất nhiên là có vẫn còn một cái khe hở đây để tản nhiệt cho mâm từ nhá. Nhưng mà mâm từ đồng này thì nó sẽ sinh nhiệt ít hơn so với mâm từ nhôm. Mọi người, mâm từ nhôm nó sinh nhiệt nhiều hơn. Thì như vậy là gió nó sẽ hót vào đây nhiều hơn, nó sẽ làm mát tốt hơn và dòng giảm đã giảm hơn một chút, thì như vậy là bếp nhà khách nó sẽ bền hơn rất là nhiều. Đó nhá, bây giờ thì thôi nắp con này vào. Thôi để mình nắp lại hoàn thiện tất cả, ghi ngày tháng bảo hành xong mình test lại cho chúng ta một lần cuối cùng nhá. Đó, khi có tụ bù nó ăn 0,3 rồi, 0,33 rồi các bạn ạ. Tụ bù ấy làm cho công suất nó chạy ổn định hơn đấy các bạn nhé, khi mà ổ điện chập chờn. Chúng ta thấy là dòng ăn bây giờ nó lên là vừa lên 8A rồi lại tụt xuống à. Lại rụt thụt hơn, thôi kệ thôi các bạn nhé. Vừa nó tăng lên cao rồi nó tụt xuống này. Đấy, đó là trình phát xung không chuẩn lắm mọi người ạ. Đây này, chúng ta sẽ nhìn nhé, ở chế độ bình thường này là 0,33 nhé. On này, tăng hết cỡ luôn này, 2006 này, chúng ta nhìn nhé. Đấy, nó lên 8,2 luôn. Bởi vì 8,2 vừa nãy là 7,8 mà lên đến 0,3 mà, thì đây là 8,1, 8,2 thật nhá. Nhưng mà sau đó là tụ bù nó đi vào hoạt động. Đấy, đấy đúng, vẫn 8, mấy A này các bạn này. Các bạn nhá, hơn 8A. Kêu quá rõ to, kinh khủng. Do cái đáy nồi, cái nồi này thế thôi các bạn ạ. Nồi khác mình, bếp nào mình thử nó cũng kêu thế khi nó sắp sủi ấy. Như vậy là ban cuối cùng của con này, nó như những chiếc bếp từ khác, đó là lỗ cầu chì và chiếc IGBT thôi. Và mình đã có một phương pháp ấy, mình tìm thay được con IGBT tương đương. Và cái quan trọng ấy, mình đã có những cái mẹo để mình sẽ làm tăng được độ bền cho bếp của khách mọi người nhé. Khi đó thì chúng ta sẽ lấy tiền nó yên tâm hơn, và khách đi sửa nơi mình ấy, sau đó mới thấy là dùng về dùng có hiệu quả. Chứ không thể nào mà lại về vào bữa lại chết thì mang tiếng nha các bạn nhé. Mình sửa chữa nó luôn như vậy ấy, các bạn ạ. Nên có những chiếc bếp từ mình sửa nó bền đến vài năm sau khách mới đem đến lại đấy các bạn ạ. Các bạn để ý có những video mình nói đấy, sau đó mình mở ra mình đã ghi ngày tháng rồi mà, để sau này xem con này bao giờ nó chết mình sẽ lại làm video các bạn nhé. Thôi chào tất cả mọi người.